vì sao các cặp đôi bỗng dưng chán nhau. Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, cuộc sống vợ chồng dù từng yêu thương nhau thắm thiết đến đâu, sau khi kết hôn một thời gian sẽ trải qua giai đoạn chán nhau. Có thể ngắn hoặc dài hơn một chút, vợ chồng cảm thấy cuộc hôn nhân buồn tẻ khi ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc cũ kỹ. Thậm chí, có những quãng thời gian, vợ chồng chẳng cần có sự xuất hiện của người thứ ba nhưng cũng trở nên bế tắc tới mức muốn tống khứ nửa kia ra khỏi cuộc đời của mình bởi những bất đồng. Thậm chí, đôi khi còn có cảm giác hối hận vì lấy nhau, có ý nghĩ muốn ly hôn. Đó là điều chứng tỏ vợ chồng đang thấy chán nhau. Bởi ai cũng có khuyết điểm khi sống chung một nhà đã lột trần nhau toàn diện từ thể xác đến tính cách. Thể hiện của việc bỗng dưng chán nhau là không muốn nói chuyện với đối phương. Thông thường, nhóm này sẽ thể hiện bằng cách bất hợp tác, họ sẽ chỉ trò chuyện khi cần hỏi han công việc gì đó hay nói chuyện về con, còn lại họ sẽ né tránh nói về cuộc sống của hai vợ chồng. Họ gần như làm lơ, giả câm giả điếc với bạn đời của mình để né tránh sự tranh luận hoặc nói chuyện. Sự chán một nửa còn thể hiện ở việc cả hai không ngừng tranh cãi, tranh luận là điều bình thường trong cuộc sống vợ chồng nhưng bất cứ vấn đề nhỏ to nào cả hai cũng có thể lôi ra để cãi nhau thì đó là chuyện lớn. Và thông thường, cả hai thường khó bỏ qua những cử chỉ của nửa kia mà luôn tìm cách phóng đại hoặc nói xấu với người khác. Nhìn chung, lúc này họ sẽ không còn tôn trọng nhau nữa. Và họ luôn nhìn thấy điều xấu ở nhau. Trước đây, khi yêu nàng, bạn thấy nàng rất vui vẻ và hay trò chuyện, nhưng khi cưới nhau bạn bỗng thấy nàng nói quá nhiều và hay kể lể. Trước đây bạn thấy chàng hay đi chơi với bạn bè và bạn ngưỡng mộ vì chàng quảng giao, nhưng bây giờ bạn chỉ thấy chàng mải mê đàn đúm bạn bè và vô trách nhiệm. Khi chán nhau, thường ta sẽ hay soi vào những điểm tiêu cực của bạn đời mà ít nhìn thấy những thứ tích cực từ họ, thậm chí còn làm quá lên. Điều này chỉ khiến cho cuộc sống vợ chồng thêm căng thẳng và cả hai sẽ càng thấy chán nhau hơn mà thôi. Bạn ạ, hôn nhân không phải chỉ cần một chồng, một vợ và vài đứa con cứ sống bên nhau. Ta luôn cần nhiều hơn những sẻ chia và cảm thông. Phụ nữ cần nhiều hơn một người chồng, là một người bạn, người đồng hành. Họ muốn được sẻ chia, thấu hiểu và quan tâm. Im lặng nghe họ nói, vỗ về họ những lúc ê chề ủ rột cũng đủ khiến họ bình yên. Phụ nữ đơn giản lắm, chỉ cần đàn ông chịu nắm tay họ thì cũng đủ để họ vượt bao bão giông rồi. Còn đàn ông, họ cần nhiều hơn một người phụ nữ, là một người bạn thân, một chiến hữu sát cánh bên họ. Dành cho họ một nụ cười sau một ngày dài làm việc vẫn dễ chịu hơn những câu cảm giảm khó nghe. Cảm thông cho những tối nhậu nhẹt cùng đối tác hay bạn bè vẫn thoải mái hơn bao khó chịu không vui. Đàn ông cũng không phức tạp đâu, chỉ cần có một người phụ nữ hiểu họ ở bên, họ luôn có thể một tay gầy dựng nên thành công. Và những đứa con của bạn cũng sẽ cần nhiều hơn những quan tâm từ cha mẹ và một hạnh phúc gia đình tròn đầy nhất. Phương Nghi, T.H.